Trời ơi, thật là kinh khủng quá đi. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Ôi ôi, cái gì đâu mà ở trên bầu trời có quá trời mấy con ma sói lúc nhúc, nhìn y như là mấy con dòi vậy á, nhìn ghê gì đâu á trời. Trời ơi, gớm quá mấy bạn ơi. À quên nữa, mình phải chào bạn fan đây chứ. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Thì mình là Phong Cận TV, đẹp trai đấy các bạn ơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ủa, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người sao tôi yeah, mọi người không yeah hả? Để yeah lên. Yeah, ok anh em ơi. Thì hôm nay nè, bạn đang thấy nè, là ở kế bên cạnh mình là đang có gọi là ba thành viên của Hero Team cộng thêm mình nữa là bốn người nè bạn ơi. Thì video hôm nay chỉ có bốn người thôi nha bạn. Buồn gì đâu quá trời. Mọi người toàn là gọi là lười quá, mọi người đi ngủ hết trơn rồi, chỉ còn có mỗi bốn đứa mình là quay clip chung với nhau thôi. Hey, Hero Team gì đâu mà gọi là gặp tàn mấy ông lười lười không mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Ok rồi. Thì hôm nay nè, mình sẽ cùng với gọi là các thành viên của Hero Team, bọn mình sẽ chơi cùng với nhau một con map nha bạn nha. Thì đây chính là một con map kinh dị các bạn ơi, một con map kinh dị đó nha, nghe ghê không, nghe ghê không. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, hồi nãy vào đầu video thì chắc mấy bạn cũng thấy rồi, cái đống con ma sói rồi là lúc nhúc trên bầu trời rồi đúng không. Nhìn nè, trời ơi là trời, gớm gì đâu trời, mình nhìn mình mắc ói luôn á. Ôi, thì xin giới thiệu các bạn nha, đây chính là 1000 con ma sói bạn ơi. Đó, 1000 con lẫn nha. Bạn nào mà không tin là 1000 con thì các bạn có thể đếm nha. Đây mình sẽ cho các bạn đếm nè. Đó, đếm đi. Rồi mình sẽ để nè, các bạn đếm đi. Đó, đếm đi. Giờ đây. Dịch. Nhẹ. Giờ đây, lại gần đây em nói nha. Lại đây. Nè, bây giờ em đố anh trên, em đố anh ở trên đây là có bao nhiêu con ma sói á. Anh đếm thử đi. Trời đất ơi. Dễ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.065 con, không tin tự đếm lại. À, ghê đó bạn ơi, trên đây là 1000 con ma sói lận nha. Bạn nào không tin thì có thể đếm nha. Đây mình để cho bạn đếm nè. Đó, đếm đi. Mình đố với bạn đếm được luôn á. Rồi, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình sẽ cùng với Hero Team, bọn mình sẽ cùng nhau tiêu diệt 1000 con ma sói để giải cứu anh Bro nha bạn. Đó, anh Bro đang ở trên gọi là nóc nhà các bạn đó. Cái ở phía trên đó chính là một cái chuồng đang nhốt anh Bro các bạn. Thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau giải cứu anh Bro nha. Ok, rồi, thì chúng ta bắt đầu vào video thôi nè bạn ơi. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình đắp subscribe đăng kiếm hộ cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thế nào. Let's go. 1 hour later. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là triệu hồi à, không phải nói là triệu hồi mà chúng ta sẽ thả 1000 con ma sói từ trên bầu trời xuống nha bạn. 1 2. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè, quá trời ma sói luôn bạn ơi. Trời, nó đang đuổi mình, nó đang đuổi mình. Mình phải tìm chỗ nào đó an toàn để mình nấp mấy bạn ơi. Trời ơi, đố anh bắt được em. Liêu, đố anh bắt được em nè. Dí đi. Trời ơi, liêu. Ủa, bên đây cũng có. Ơi, bên đây cũng có. Bên nào cũng có. Em xin lỗi. Em lộn. Xin lỗi mấy anh ơi, tha cho em lần này. Lên. Trời ơi mấy bạn ơi, mình chơi ngu, mình chọc mấy con ma sói chi xong nó dí mình quá trời luôn bạn ơi. Trời ơi trời. Ok rồi, chúng ta sẽ mở trong cái rương nè. Ui trời ơi, bắn vào nó đi mọi người ơi, bắn nó. Trời, mày hả mày, mày chết đi mấy con ma sói này. À quên nữa, anh Dịch ơi, Simi ơi, mình nói mọi người nghe nè. Mọi người á, hãy gọi là bắn chết mấy con ma sói á. Thì khi mà bọn nó chết á, bọn nó sẽ rơi được kim cương với lại là bánh mì. Mọi người có thể ăn bánh mì để hồi máu và lượm kim cương để chế tạo thêm súng và đạn nha, hiểu không? Như vậy hiểu không? Đó ok. Chứ cái cây súng này yếu xìu và không đủ để giết được hết bọn nó đâu. Mọi người phải chế thêm súng hiểu không? Ôi trời ơi. Ôi mấy bạn ơi, bạn coi nè, sau lưng của mình quá trời ma sói luôn, nó đang đuổi theo mình đó bạn ơi. Chắc là do nó ganh tị với vẻ đẹp trai của mình á cho nên nó dí theo mình đó bạn ạ. À. Trời ơi mấy con ma sói này. Dịch yên tâm, em sẽ cứu anh. Em sẽ bắn mất chết bọn nó. À khoan, anh ơi, giờ em cứu anh, ai cứu em đây? Trời ơi, đông quá anh ơi. Ây da, trời ơi, đông quá rồi. Chúng có bài rồi Phong ơi, anh sẽ bảo vệ Phong. Ok, Dịch ơi bảo vệ em với. Trời ơi. Trời ơi mấy con này khỏe bạn ơi. Súng mà anh quên đổi đạn rồi. Trời ơi, anh lấy súng mà anh quên lấy đạn thì chết em luôn rồi. Ôi mấy con này bọn nó đông quá mấy bạn ơi. Đúng là mấy con ma sói này nhìn bọn nó còn kinh dị hơn là bà ngoại Granny đó. Bà ngoại Granny lần trước còn ít, còn mấy con ma sói lần này là đông hơn nữa bạn ơi. Đó, trời ơi, ở bên dưới đây thôi mình đếm chắc cũng phải gần cả 100 con luôn các bạn. Ồ, bây giờ mình sẽ chế cho mình cái súng mạnh hơn nha. Đây, chế cái súng mạnh hơn nè. Rồi, à quên, còn đạn nữa. Chết rồi, mình quên chế đạn rồi. Với lại mình hết kim cương để mình chế đạn rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải giết một số con để mình lượm kim cương nè. Ok, chết được con nè. Lượm giết kim cương. Rồi, leo lại. Ôi, cái con ma sói này sao nó trâu chứ ấy.
Ừ, con ma sói này nó mạnh mà. Dịch đây, chạy nhanh lên cái chừng chết anh. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. 10 phát rồi mà nó không chết Phong ơi. Ừ, mấy con ma sói này bọn nó khỏe lắm anh ơi. Anh phải giết từ từ hiểu không? Ok, mình đã chế tạo đạn rồi nè. Bây giờ sẽ nạp đạn vô nè. Rồi, anh em ơi, tiến lên nào. Hay à. Ok rồi, chúng ta phải giết hết bọn nó. Phong ơi, ma blur ơi, anh đánh 20 phát rồi không chết là sao trời? Do anh yếu quá nha. Do súng anh yếu quá cho nên anh đánh không chết được bọn nó. Anh phải chế súng mạnh hơn hiểu không? Nè không, Sammy chế được nguyên cây đại liên luôn nè, thấy không? Đó Sammy bắn nè. Ờ ok. Mày hỏi chúng ta phải thấy rồi là không đau luôn á, anh hiểu không? Chúng ta phải giết hết mấy con ma sói này để chúng ta còn giải cứu anh Bro nữa. Anh Bro đang bị nhốt trên kia kìa các bạn ơi. Đó, ma sói hả? Ma sói hả? Lại đây, súng ta mạnh nè. Ui, hết đạn rồi. Hết đạn rồi, chết rồi. Sam ơi, cứu tôi với, tôi hết đạn rồi. Đằng sau lưng tôi có hai con nè. Bắn nó. Trời, bắn nó đi, okay. Ok, leo lên chốn mày ơi. Leo lên chốn. Lên. Sam ơi, cẩn thận nha. Ôi trời ơi, đông quá bạn ơi. Mấy con này tôi sợ chi, mấy con này. Ok, bây giờ là mình sẽ chế đến lại là súng đại liên nữa bạn ơi. Đó, súng đại liên mạnh hơn cái súng hiện tại của mình đang có nè. Đó. Súng đại liên 6 nòng. Sướng luôn. Anh Dịch, em sẽ bảo vệ cho anh. Yên tâm, có em đây rồi, chạy đi anh. Trời. Mày đó, mày đã thấy được sức mạnh của súng đại liên chưa? Hả? Trời ơi. Phong cận vừa đẹp trai, súng lại còn mạnh nữa. Trời ơi, quá hợp lý. Mày. Trời ơi, xin phải bị đuổi thôi xin. Ok. Ôi ôi. Mấy các bạn nữ cứ yên tâm. Có Phong cận ở đây, Phong cận sẽ bảo vệ cho mấy bạn nữ cho anh Dịch không làm được gì hết trơn á, yên tâm đi. Ok. Thật không? Phong bảo vệ thật không? Thiệt, Phong sẽ bảo vệ cho Sammy, yên tâm. Mày hả mày? Rồi Sim ơi, khỏi bắn Sim ơi, để cho con trai lo Sim ơi lên nghỉ thôi. Yeah. Trời ơi, cái gì mà nhiều vậy? Trời ơi bạn ơi, hình như là mấy con ma sói này nó mê Simmy hay sao, nó dí hay Simmy quá trời luôn bạn ơi. Trời ơi, chạy. Trời ơi, đúng là chỉ có những người mà đẹp trai xinh gái á thì mới được mấy con ma sói dí thôi, chứ ai như anh Dịch không được con nào dí hết. Ok. Hợp lý. Chế đạn. Ê, anh Dịch giết mình luôn các bạn ơi. Em mới gọi là giỡn có xíu mà anh giết em luôn rồi Dịch. Ôi súng của mình đâu ta? À, đây thấy nè. Ơi lụm nè. Trời ơi anh Dịch giết mình rơi mất trời súng ơi, các bạn ơi. Nó đánh tôi nè bà con ơi. Mọi người tôi nói mọi người nghe nè. Mọi người nhớ chừa một ít kim cương lại nha để chúng ta còn chế tạo đồ giải cứu anh Bro nha mọi người. Ok. Mày hả ma sói nè. Ui mấy con ma sói này đang thui thời lùi rồi bạn ơi. Anh Dịch. Hình như là team chúng ta là có anh Siro cũng là sói luôn đúng không? Ờ đúng rồi, nhưng mà Siro là sói màu đen xám chứ không phải sói màu đen thù lùi. Mà sói nè, gần giết được hết bọn nó anh em ơi, cố lên đi, chúng ta sắp gọi là giết hết bọn nó, chúng ta còn giải cứu anh Bro nữa nè. Đó. 2000 years later. Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình đã giết chết được hết mấy con ma sói nè, bạn hãy nhìn thấy xung quanh không? Không còn một con ma sói nào hết trơn luôn á. Đó, bọn mình đã giết chết được 1000 anh Siro. Hả? Đâu anh? Cao không? Nhìn nè. Đâu? Ủa con trên đó hả? Con trên kia. Anh thả nó xuống đi cho em giết nó. Ôi trời, anh Dịch đang chiến đấu với con ma sói trên đó bạn ơi. Xuống. Anh Dịch có làm gì được hay không đây? Anh Dịch có làm được gì hay không đây? Anh Dịch cố lên, anh Dịch mập cố lên, anh Dịch mập cố lên. Trời ơi, xong. Để em bắn gặp cho. Trời ơi, chúng ta cùng nhau gọi là giúp cho anh Dịch nào. Nạp đạn vô. Ủa chết hả? Ok rồi, không sao. Rồi, bây giờ để em xem coi. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem coi chúng ta kiếm được bao nhiêu viên kim cương nha. Hiện tại là mình đã kiếm được 18 viên. Còn xin kiếm được nhiêu? Ít vậy. 21 viên. 21 viên luôn, trời nhiều vậy. Sam kiếm được nhiêu? 45 viên. 45 viên luôn. What the hell nhiều vậy? Anh Dịch kiếm được mấy viên? Nhiều lắm. Nhiều? 2 viên. 1 viên. Một gì cái đậu phộng. Thôi bạn ơi, thấy không? Anh Dịch là người lớn mà anh Dịch chơi thua mấy đứa con nít nữa bạn ơi. Kiếm được một viên kim cương rồi. Trời mấy bạn hãy liêu liêu anh Dịch nha mấy bạn. Nhớ qua kênh anh Dịch và kênh mình là liêu liêu anh Dịch nha bạn. Đó để cho anh Dịch quê chơi. Ok rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là lên giải cứu anh Bro thôi. Mà giải cứu anh Bro chúng ta cần phải gọi là chế tạo tên lửa để bay lên bạn ơi. Đó để mình lên đây mình chế tạo tên lửa cho Hero Team nha. Ok. Chế tạo khói kim cương nè. Tên lửa. Chán ghê luôn á. Chế tạo tên lửa nè. Sammy không đeo được tên lửa hả? Không, vậy không đeo thì thôi, Sammy ở dưới đây đi để tôi lên tôi giải cứu anh Bro. Tại lúc nào tôi quên ít vậy? Có lúc nào. Tại vì Sammy không đeo được tên lửa thì Sammy chịu thôi. Nè, của anh Dịch nè. Đó anh Dịch cầm đi. Rồi của Sammy nè. Thank you. Rồi, Sammy tôi cổ vũ mọi người cũng được. Ok, Sammy Sammy ở lại đây vĩnh viễn nha, bọn tôi đi đây. Ok, đi thôi. Rồi, ok.
Okay. Người ơi. Ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau bay lên đây giải cứu anh Bro nào. Bay lên. Ui, anh Bro nè. Mình đã thấy anh Bro nè các bạn ơi. Oh, hello anh Bro. Trời ơi, anh Bro dạo này khỏe không anh? Trời ơi, anh Bro dạo gần đây bị nhốt trong lòng cho nên là anh Bro không được ăn uống gì hết. Anh Bro ốm nhơ ốm nhách luôn bạn ơi. Còn ốm hơn anh Dịch nữa. Hay là do anh Dịch mập ta? Mình nghĩ chắc là do anh Dịch mập á bạn ơi. Ok rồi. Để em giải cứu anh Bro nha anh Bro. Yên tâm, em sẽ giải cứu anh. Đập ra. Sim đập cái bên dưới đi. Mình đập cái bên trên cho. Ok. Cứu anh Bro bạn ơi. Anh Bro yên tâm, có em ở đây rồi. Trời ơi, từ nãy giờ một mình em cứu anh á chứ Hero Team không làm được gì đâu. Yên tâm đi. Trời đất ơi. Thôi giỡn thôi. Ok, giỡn ơi. Rồi đập ra. Ok rồi, đập xong cái lồng ra nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau đẩy anh Bro ra nào. Em đã giải cứu được anh Bro, anh Bro về nhà đi anh. Ủa sao anh sao? Sao anh chết queo luôn rồi? Sao anh chết queo luôn rồi? Thôi không sao. Để người ta đứng này xuống ra người ta thấm rồi. Thôi không sao. Một tí nữa anh Bro cũng sẽ hồi sinh lại thôi bạn ơi. Rồi ok. Thì hôm nay mình đã cùng với các thành viên của Hero Team, bọn mình đã giải cứu được anh Bro rồi các bạn ơi. Ok. Dịch xuống tới đây anh. Ok rồi. Ok bạn ơi, thì hôm nay bọn mình đã giải cứu được anh Bro rồi. Thì mấy bạn thấy Hero Team bọn mình có ghê ông nào đó, đúng là siêu anh hùng đi giải cứu nhân loại bạn ơi. Đó, chỉ có Hero Team mới làm được vậy thôi nha. Ê, sao điện dịch của anh em dịch. Ok, rồi, thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè. Và cũng đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe, đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho các thành viên của Hero Team nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bọn mình đã giải cứu được anh Bro rồi bạn ơi. Bọn mình về nhà đây. Bye bye, yêu anh em, bye nội, tạm biệt.